Arctic Omega, một chiếc máy hút bụi mực đã khẳng định được thương hiệu cũng như giá trị một thời gian khá dài trên thị trường. Theo thông số tôi vừa tìm hiểu thì bình lọc của chiếc máy hút mực đến từ Trung Quốc này có dung tích là 2,5 lít, còn bình lọc Omega như các bạn cũng đã biết là 3,8 lít, nhiều hơn khá nhiều. Và đây là bộ dụng cụ phụ kiện đi kèm của hai chiếc máy hút, thì theo cá nhân tôi đánh giá cũng không có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc chiếc máy hút đến từ Trung Quốc đã có thêm nhiều những vật dụng nhỏ nhưng thực sự cũng không quá cần thiết. Còn về chất liệu thì chiếc vòi hút chính, đây là chiếc vòi thường được thợ sử dụng nhiều, thì cá nhân tôi sẽ cộng một điểm cho Omega với chất liệu nhựa cứng chứ không phải là mềm như thế này, và có một chiều dài khá là ổn để có thể hút được nhiều ngóc ngách hơn. Về công suất sử dụng thì theo nhà sản xuất công bố, chiếc máy đến từ Trung Quốc này có công suất 800W, còn chiếc Arctic Omega chỉ là 450W. Nhưng qua thực tế trải nghiệm tôi vừa hút thì thấy gần như không có nhiều sự khác biệt giữa hai chiếc. Bởi trước đây chúng tôi đã có làm một video về trải nghiệm lực hút của chiếc Arctic Omega này. Như các bạn cũng đã biết thì đại dịch Covid đã tạm lắng xuống tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Tuy nhiên là sau khi đại dịch này qua đi, mỗi người chúng ta đều biết quý trọng hơn giá trị sức khỏe của bản thân, và việc sở hữu cho mình một chiếc máy hút bụi mực cho các kỹ thuật viên trong ngành máy văn phòng là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Việc sở hữu một chiếc máy hút bụi mực sẽ khiến cho công việc của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, thuận tiện hơn, và đặc biệt là sẽ đảm bảo cho sức khỏe của bạn cũng như khách hàng của bạn. Điều đó sẽ khiến cho cộng đồng ngày càng cải thiện về mặt sức khỏe. Hãy đến ngay văn phòng của Vietbit để cùng trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm máy hút bụi mực, hoặc truy cập vào website vietbit.vn để cùng tham khảo những sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.